chào tất cả các bạn nhá. Hôm nay anh em mình sẽ đi đánh cá suối các bạn ạ. Các bạn biết có cái bộ kích nào mà lặn vừa kích được không? Đấy. Bạn cái chỗ sâu sâu kìa. Chặt mũi à? Thì lại lặn lặn ngược dòng. Con xuôi dòng kìa. Con xuôi dòng kìa. Con xuôi đứng khang kìa. Vào đây á? Ờ. Ghê. Ghê gì? Chưa thật chết à? Sợ ma, lạnh quá. Các bạn thấy nước đẹp không? Nước trong vắt luôn. Vịt vẹ cá chạy qua chạy một lần đi. Chạy nhanh à? Không bắt được à? Đéo giật chết nó hả? Anh cứ xem thử sự thử nó kêu không? Nó kêu không? Thế kêu là chết ở đây, nó vừa anh làm ở đây. Các bạn nhìn thấy xe gì chưa? Xe người ta bốc quế đấy. Đi dẫn đỉnh đồi các bạn. Nước đẹp không? Nước xanh ngắt luôn. Không sao? Ông lặn. Ông lặn kiểu gì chứ? Cá chạy qua mà không qua được à? Cá chạy qua dí mà chết. Dí cháy máy rồi mà không chết à? Ây da. Không nhìn thấy gì. Cái ông hoàn lặn cái kiểu là ngược đời thế không ạ? Nó bị trên này xuống nhỉ? Cái này có gì làm gì có. Ở đây là thành quả con cá đầu tiên. Đang ném quả. Cá này. Đây. Đây là con một con cá. Cá khuy hiệu. Đừng lồng đó. Đây, ta nặn được 15 giây. Hay xuống chỗ kia kìa. Kiếm lấy con to to tới uống rượu nhá. Chỗ này khả năng là nhiều cá lắm.
Nặn nấu phết này được 19 giây. Không thôi,